cháu đầu là tên Hương. Vợ chồng thì nói chung hoàn cảnh gia đình nó không thuận lợi lắm, cuộc sống khó khăn, nhưng mà về đạo đức nhân cách thì của mẹ con rất tốt. Rồi cháu Hương thì ngoan, học giỏi, cũng ngoài đi học ra thì vẫn đi đạp hạt điều phụ giúp mẹ để mà nuôi em vì có tiền ăn học. Còn bên ông bà thì chỉ còn bà ngoại, mà bà ngoại thì cũng già rồi, lòm khòm cũng bán bánh ướt. Rồi từ khi ông ngoại mất đến giờ là bà ngoại cũng phải nghỉ. Có ba mẹ con sống với nhau à, còn có bà ngoại già, giờ cũng không có kinh tế thì cũng khó khăn, có một mình chỉ đi làm được, chỉ mới làm xin việc được khoảng cỡ hơn nửa năm nè, chứ hồi xưa cũng có việc làm. Chị cũng hay bệnh, cũng hay lên bệnh viện để nhận thuốc, xin thuốc, chữa khám chữa bệnh lắm. Việc làm thêm cũng cạn dần nơi xã nghèo ít việc. Mẹ Hương quyết định đi làm công nhân cách nhà hơn 30 km. Việc nhà được giao hoàn toàn cho Hương. Hương thay mẹ dạy dỗ em học, chăm sóc bà ngoại bị nặng tay, sống một mình cạnh nhà mẹ con Hương, lo toan cơm nước cho mấy bà cháu. Hương không còn đi làm thêm nữa vì việc ít và vì em muốn tập trung cho việc học, kiếm tiền phụ giúp mẹ bằng việc học. Với cô học trò nhỏ xinh xắn này thì việc học không chỉ là để thi cử, để lên lớp, mà thực sự là để tìm kiếm học bổng và kiếm tiền phụ giúp mẹ mình. Suốt các năm học cho đến nay, Hương đều đạt học sinh giỏi, được giấy khen các kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh, được học bổng của trường, đang chờ nhận học bổng của đài truyền hình địa phương và còn tiếp tục kiếm tìm các học bổng khác. Thì em năm nay là lớp 11 rồi, thì sang năm thì nó sẽ bước vào cái học, em sẽ học và đi vào đại học. Nhưng mà với hoàn cảnh gia đình như vậy, một mình mẹ đi làm công nhân ở xa, phải chăm lo cho hai chị em, cho nên là nó cũng rất là khó khăn. Và thì cái việc khó khăn đó nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái việc học của em. Nhưng mà em Hương cũng cố gắng để vượt lên chính mình, để học cho nó có cái hành kiểm tốt và học lực cũng thuộc vào loại giỏi ở lớp. Những tưởng cuộc sống của mẹ con Hương sẽ bình lặng trôi qua dù còn nghèo khó thiếu thốn, nhưng bất ngờ mẹ Hương lại phát hiện bệnh. Chị Nhân cũng nhiều bệnh lắm, nhưng mà nặng nhất đó là cái bệnh mà bên phụ khoa, cho nên là nếu như mà không có điều trị tích cực thì dễ dẫn tới ung thư lắm. Nên là chị cũng phát hiện hơi trễ, cho nên nó cũng hơi nặng. Cho chị phải giữ gìn sức khỏe rồi điều trị tích cực, chứ còn nếu như mà cứ lao đi làm biết thì cũng dễ tụt dốc sức khỏe. Quý vị ạ, chị Nhân giấu tất cả mọi người về bệnh của mình. Chị lo rằng là bệnh của mình sẽ chuyển biến thành ung thư, nên chị đã âm thầm đi làm tăng ca, làm thêm giờ để có thật nhiều tiền lo cho các con. Và với cái mức lương chưa đầy 4 triệu đồng một tháng thì chị dành tất cả lo cho các con, chứ không lo cho mình. Nhất thì con lo sức khỏe mẹ trước, sợ mẹ nhiều quá nên con sợ mẹ, nếu con còn muốn, cũng mong muốn cho mẹ ở chung sống với con lâu hơn. Nếu như có gian dở thì con sẽ tạm hoãn một khoảng thời gian để có thể xây dựng lại với gia đình của mình, có thể ổn định hơn và tiếp tục con đường đó. Chia sẻ với những khó khăn và lo lắng của gia đình Hương, cũng như để giúp Hương không bị dở dang trong việc học hành, nên Tùng đã có mặt trong chương trình hôm nay. Vì Nguyễn Thị Thiên Hương hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta vừa xem xong phóng sự về em Nguyễn Thị Thiên Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp người kể câu chuyện đó, chính là ca sĩ Phan Đình Tùng. Xin chào. Chào. Tôi cũng là một fan hâm mộ của Phan Đình Tùng đây. Wow. Rất vui được gặp Phan Đình Tùng trên sân khấu này. Và ngày hôm nay bạn gọi là bỏ qua những bộn bề trong cuộc sống đi, tập trung hết sức mình để mình trả lời câu hỏi. Được chưa? Dạ được, sẵn sàng. Dạ. Bởi vì bạn Tùng là người kể câu chuyện, chắc chắn bạn hiểu rõ câu chuyện đó và mong rằng sẽ giúp hết sức mình cho bạn Thiên Hương. Khi mà Tùng quay VT cho về bạn Thiên Hương đó, thì anh biết không, cái cảm xúc nó dâng trào và em đã rưng rưng nước mắt. Nhưng mà mình phải chần lại, tại vì nó hơi bị
yếu đuối quá, yếu mị quá ha. Yếu mị quá. Nhưng mà thực sự cái hoàn cảnh như vậy là một cái hoàn cảnh mà rất là đáng khâm phục. Và như vậy là hôm nay Tùng phải chơi và tập trung hết sức để có thể thu được nhiều tiền giúp cho em cũng như gia đình của em vượt qua khó khăn. Chúng ta hãy ủng hộ Phan Đình Tùng. Bạn đã sẵn sàng? Sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Vì Bạn Xứng Đáng. Đối với chương trình, Phan Đình Tùng phải trải qua 5 vòng chơi và các câu hỏi khác nhau. Ai, cái gì, ở đâu, với các mệnh giá khác nhau của từng vòng thi. Vòng chơi thứ nhất, mệnh giá là 10 triệu đồng. Vòng chơi thứ hai, 15. Vòng chơi thứ ba, 20 triệu. Vòng chơi thứ tư, 25 triệu. Và vòng chơi thứ năm là 30 triệu. Nếu trả lời được hết, chúng ta có chẳng 100 triệu. Wow. Wow. Yeah. Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng chơi thứ nhất, mệnh giá là 10 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ở đâu? Ở đâu? Chúng ta sẽ có một gợi ý tặng, này khỏi mua. Yeah. Mở gợi ý. Tỉnh ven biển. Các bạn chắc là Tùng đi rất là nhiều tỉnh, rất là nhiều biển đúng không? Dạ, dạ. Chúng tôi sẽ có 9 gợi ý, bạn phải mua. Nếu bạn không tìm ra được đáp án, bạn mua trong 9 gợi ý đó. Mệnh giá thấp nhất là 50.000 đồng, cao nhất là 3 triệu, bạn phải mua. Số 6 này. Số 6, mở. Mệnh giá số 6 là 200.000 đồng. À, cũng được. Chúng ta xem gợi ý là gì. 80% đồi núi. 80% đồi núi. Tức là tỉnh ven biển nhưng mà núi. Núi nhiều. Nhiều, đồi nhiều. 80% đồi núi. Nha Trang, Bình Thuận, Hải Phòng, Hà Long. Hà Long thì núi nhiều đó hả? Đồi núi nhiều. Hà Long. Dạ. Cũng có một cái cảm giác này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà chắc chưa? Hà Long rồi. Ngoài ra còn gì nữa ta? Vũng Tàu cũng có đường quá. Bây giờ mình mua thêm một gợi ý nữa đi. Nó rộng quá đúng không anh? Chưa có rồi thôi bây giờ là để cho tránh cái mạo hiểm đi ha. Mình mua thêm một cái gợi ý nữa đi. Và tiếp nối số 6 thì là số 7. Số 7. Chọn số 7. Mở. Mệnh giá số 7 là Wow. Gần 2 triệu đồng. Gần cao nhất luôn rồi. Biết đâu gợi ý tốt. Dạ. Gợi ý có 4 thành phố. 4 thành phố. 4 thành phố thôi. Tức là một tỉnh nó có tới 4 thành phố đó. Bạn có hình dung bạn đi diễn ở tỉnh rất là nhiều lần. Bạn có nghe tỉnh nào có 4 thành phố không? Ví dụ như nếu mà tỉnh thành phố Nha Trang thì nằm trong Khánh Hòa đúng không? Rồi nếu mà có trong đó nó có gì? Thành phố Cam Ranh. Không, thành phố Cam Ranh. Thị trấn Cam Ranh. Anh gợi ý hay quá đó. Làm em rối luôn à. Đã rối rồi còn rối hơn. Khó quá, vẫn chưa được. Dạ. Thôi em chọn thêm gợi ý số 3. Mở số 3. Chọn rồi có thể mở dần. Mệnh giá số 3 là 500 ngàn đồng. Chúng ta còn có 6 triệu 3 thôi. Dạ, thôi còn tiền là còn được, không sao. Cố gắng. 1 triệu 500 ngàn đồng chúng ta mua được gì? Thang đá. Thang đá, rõ ràng quá rồi. Quảng Ninh. Quảng Ninh. Nhưng mà thang đá còn ở đâu nữa không? Người ta mà khi mà một cái người nào đó mà trong cuộc sống mà cứ hay than thở đó, người ta bảo là hình như là Quảng Ninh đúng không? Anh là tỉnh Quảng Ninh hả? Mỏ than đó. Trốn không các em? Trốn không? Mọi người ủng hộ không? Ok. Rồi, quyết định vậy đi. Chứ giờ mà cứ mua thêm gợi ý nữa thì cái tiền nó còn ít quá. Sai chịu đúng không? Sai chịu. Chẳng lẽ mình dở dữ gì sao? Bằng chốt gì? Chốt vậy đó anh. Chốt vậy là gì? Tỉnh Quảng Ninh. Chốt.
Như vậy là Phan Đình Tùng đã chốt Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, thành phố gì nữa ta, để mình mở coi có phải Hạ Long hay không. Mà nếu Hạ Long thì bạn sẽ biết thêm 3 thành phố nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Tỉnh ven biển ở Quảng Ninh. Chúng ta xem đáp án. Quảng Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ninh, yeah yeah, Quảng Ninh. Quảng Ninh, yeah. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tinh thần. Hàng đá mà không chốt Quảng Ninh không lẽ lúc đó chắc đi, có đi xa luôn á. Quảng Ninh chắc chắn như vậy rồi. Bây giờ mình xem những người ý còn lại. Vịnh Hạ Long, Hạ Long, đất mỏ, bãi cọc Bạch Đằng, bãi cháy, biển số xe 14, mũi Sao Vĩ, mấy cái này thì chắc là gợi ý thôi. Dạ. Thôi. Nhưng mà vấn đề 4 thành phố nè. Dạ. Thử xem nơi đó Phan Đình Tùng có biểu diễn chưa. Tỉnh Quảng Ninh có 4 thành phố là thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả. Wow. Chúc mừng Phan Đình Tùng. Như vậy là anh đã chọn Quảng Ninh chính xác. Dạ. Thử xem bạn có bao nhiêu tiền. Mới đến đây thì trong tài khoản của chương trình bạn không có đồng nào hết. Và sau khi kết thúc vòng 1, chúng ta có bao nhiêu tiền? 6.300.000 đồng. Một khởi đầu cũng cũng tốt đấy. Dạ, cũng không tốt. Nên... Thanh Thảo xin chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường. Bây giờ thì Thanh Thảo đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Hùng Vương ở Đức Linh, Bình Thuận. Và em Thiên Hương ở lớp 11A2 thì vẫn chưa hề biết gì về sự xuất hiện của ekip Vì Bạn Xứng Đáng cả. Ngày hôm nay bạn Phan Đình Tùng đã rất là hào hứng để tham gia chương trình. Hy vọng là sẽ mang đến một phần quà ý nghĩa cho em Thiên Hương. Anh Phan Đình Tùng ơi, cố gắng lên nha. Bởi vì em thấy là anh đã có một khởi đầu khá là tốt đẹp với số tiền thưởng của vòng 1 là 6.300.000 đồng. Bây giờ thì Thanh Thảo cùng với các thầy cô giáo ở đây sẽ dành cho em một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần nha. Cố lên nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng 2 Vì Bạn Xứng Đáng. Vòng 2 mệnh giá là 15 triệu đồng. Yeah. Hy vọng rằng mình chốt sớm sớm chút xíu. Câu hỏi vòng 2 như sau. Ai là ai? Gợi ý. Diễn viên. Dạ. Cái này chắc quen nè. Chắc em trả lời luôn quá. Trả lời luôn. Nháp thôi nha, Quyền Linh. Cũng được, cũng được. Biết đâu đó là thiệt sao? Chốt Quyền Linh luôn, biết đâu. Thôi bỏ đi anh. Chốt cái là em hốt luôn á. Rồi, mình có chính nghĩ phải mua. Dạ. Trong khi Phan Đình Tùng thì sao? Thôi không có. Em chọn số 6 đầu tiên cũng tốt đúng không? Bây giờ tiếp tục chọn số 6. Số 6 nữa. Mở số 6. Mở giá số 6 là 30. Thường cái gì lặp đi lặp lại nó không hay. Số 6 này có 200.000, giờ số 6 tới 3 triệu. Chúng ta xem gợi ý thế nào. Ngọc nữ. Rồi. Liên quan tới Ngọc Nữ. Ngọc Nữ, Tăng Thanh Hà. Mà còn ai khác không ta? Nếu mà ngoài ra Tăng Thanh Hà còn có Ngọc Nữ nào mới không? Mới có một gợi ý thôi cho nên là em xin cô thêm một gợi ý nữa cho chắc chắn cho câu trả lời của em. Thì em chọn số 2 đi. Nãy số giờ 2. Chọn số 2. Yeah. Mở số 2. 600.000 đồng. Yeah. Thấy chưa? Yeah. Không sao cả. 600.000 đồng, chúng ta mua được gì? Mở. Sinh 1990. 1990 là khó quá. Thực sự khó quá, Tăng Thanh Hà như lớn hơn. Đúng rồi. Cô bé Hà Vi đó đó. Hà Vi đóng phim Cám Mẹ Tấm à. Không biết có được mình danh nó chưa ta. Mới quá như chưa mới đâu đó, mình nghe nó lạ lạ. Hồi xưa giờ mình chỉ nghe Ngọc Nữ, Tăng Thanh Hà. Em chắc phải chọn thêm chính một xác luôn. Một gợi ý nữa để cho yên tâm hơn cho câu trả lời. Em sẽ chọn gợi ý số 9. Số 9, mở. Mệnh giá số 9 là 300.000 đồng. Yeah. Rất đẹp.
quá đẹp luôn. Dạ. Xem nghĩ tuổi thanh xuân. Ý, 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 ý. Bộ phim của hình Hà Nội hình Nhã Phương. Hình như là vậy. Chính xác là như vậy rồi. Chính xác luôn phải không anh? Rồi. Bởi vì nó liên quan tới cái phim thì không thể không thể nào, không thể nào mà được. Ai khác được hết. Cái gợi ý này là cái gợi ý quá đáng giá rồi nha. Cho nên là Tùng xin trả lời. Chốt hạ thôi ha. Chốt. Diễn viên trong câu trả lời này đó là Nhã Phương. 3, 2, 1, chốt. Dạ. Để xem đáp án. Nhã Phương. Nhã Phương Trường Giang. Nhã Phương. Lớn lên nó mới lớn. Nhã Phương. Yeah. Chắc chắn như vậy rồi. Nhã Phương, chúng ta xem những gợi ý còn lại. Đắk Lắk. Quê của ấy Đắk Lắk. Giải thưởng ngôi sao châu Á năm 2016. Trường Giang đó. Hot girl bánh tráng. Thế Trường Giang tôi nó có mà. 2009. Năm anh chị em. Dù sao thì mình cũng có được một cái số khả quan. Dạ. Để xem bạn có bao nhiêu tiền nha. Cộng với vòng 2 là bao nhiêu? 17.400.000 đồng. Chúc mừng Phan Đình Tùng. Có lẽ rằng số tiền này bắt đầu nó sẽ tăng dần dần theo lũy tuyến. Hy vọng nó tăng cao, kích trần luôn ha. Chúng ta còn những câu hỏi rất là hóc búa, còn những lời giải phải nói rất là ấn tượng của Phan Đình Tùng. Xin mời quý vị chúng ta nghỉ giây lao vài phút. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Vì Bạn Xứng Đáng. Hết giờ giải lao. Chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 3 Vì Bạn Xứng Đáng. Yeah. Vòng 3 mệnh giá là 20 triệu đồng. Tăng lên rồi đó. Bắt đầu nóng máy, chạy cho nó nhanh nào. Câu hỏi là gì? Cái gì? Cái gì anh? Cái gì? Thuốc miết. Nghĩ. Loài vật rất quen thuộc. Con chó. Con mèo. Con gà. Con heo. Con bò. Con trâu. Nhiều quá. Chính nghĩ còn lại. Thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất là 6 triệu. Số 1. Mở 100.000 đồng. Hình như nó là như vậy. Mệnh giá số 1 là. Thấy chưa? Trời ơi, anh nói đâu có sai đâu. Xem nghĩ. Con ăn tạp. Con heo. Con heo là ăn tạp, đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thì câu trả lời của em sẽ là con. No. Số tiền lớn á. Lẽ nó dễ dữ vậy. Không dễ vậy. Nhưng mà nó là con heo. Heo, gà, vịt, ba con đó thôi. Nhưng mà nếu mà cho dễ như vậy thì em nghĩ không phải là con heo đâu. Không phải con heo. Em sẽ chọn số nãy giờ chưa chọn là số 8. Số 8. Số 8. Chọn. Mệnh giá số 8 là. Yeah. Hình như là cũng chưa sao. Quen quen với 3 triệu lúc nào. Yeah, cũng chưa sao. Nãy có 3 triệu một lần rồi đúng không? Dạ. Yeah. Hy vọng rằng mình có đáp án. Mở. Giữ nha. Con trời chó. Ơi. Chó. Bỏ qua cái đáp án con heo đâu rồi gì con chó. Nhưng mà nếu vậy thì mình dễ lấy tiền quá. Em nghĩ không được đâu. Bỏ qua con heo và con chó. Đúng rồi. Em sẽ chờ làm con gì đó. Làm gì có chuyện con heo. Biết đâu nhà. Con ngỗng sao. Em sẽ chọn phương án số số 4 nãy giờ chưa số chọn. Số 4. Dạ. Số 4. Chọn. Mở. Mệnh giá số 4 là. Trời ơi. Cái con giữ nhà nó mắc quá vậy. Mở gỉ. Gia cầm thấy chưa. Thấy chưa. Một con chó là chết. Bây giờ có khi nào người không ta nuôi con, không lẽ con vịt giữ nhà vịt hay con chim bồ câu hay là con chim két hay là gì đó mấy con gia cầm á. Gợi ý thêm một cái nữa đi là số 3 chưa chọn. Số 3. Em sẽ chọn số 3. Mở. Giữ nhà nha. Mệnh giá số 3 là.
2 triệu được. Coi như mình còn hơn một nửa. Dạ, 2 triệu vẫn được, không sao. 2 triệu mua được cái gì? Dạ. Mở. Chân có màng. Con chim nó có màng không? Không có. Đúng không? Loại con chim ra. Con vịt làm gì mà con, giữ nhà? Con vịt không lẽ gì? Không có giữ không nhà. Không bao giờ con vịt giữ nhà được. Ok, thôi, tới đây rồi, không muốn mất tiền thêm nữa đâu. Tại vì nếu mà mình đi tiếp sẽ mất tiền nữa. Còn cái này nó là 99,99% rồi. Là con gì? Con ngỗng. Con ngỗng. Cái họng con ngỗng nó lớn lắm. Chân có màng. Ăn tạp. Giữ nhà. Gia cầm. Đích thực là con ngỗng. 3, 2, 1. Đáp án cuối cùng của em là con ngỗng. Chốt. Con ngỗng. Ăn tạm. Để xem nha. Xem đáp án. Chờ đợi. Mọi người chờ đợi xem con ngỗng như thế nào nha. Con ngỗng. Ngỗng là một từ rất quen thuộc. Dạ. Yeah. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. À. Điểm 2. Nó coi số 2 là giống như con ngỗng như vẽ lên. Dạ dạ dạ. Giống như ngỗng vậy đó. Mì châu. Mì châu là giật cái lông ngỗng để mà thả ra. Mì châu trồng thủy là dạ. Mấy xén cỏ là cái con này nó cạp cỏ dữ lắm. Dạ. Yeah. Không ăn tép. Gan thì khỏi ai giải thích nó rồi. Đúng rồi. Mà không ăn tép là cái này là em mới biết luôn á. Thôi vậy quen rồi. Bỏ qua đi. Kết thúc vòng 2. Phan Đình Tùng có số tiền là 17.400.000 cộng với vòng 3, bạn có số tiền là 28.300.000. Rồi, chúc mừng nha. Dạ dạ dạ. Chúc mừng. Bây giờ là mình nãy giờ mình cũng vui vui để mình quên đi cái căng thẳng trong lúc chơi. Yeah. Bây giờ muốn đỡ căng thẳng nữa, chúng ta sẽ nghe Phan Đình Tùng hát. Yeah. Thực ra thì em vừa cho ra mắt một album mới, đó là album Cảm Xúc, gồm những sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Và cái bài mà đang được nhận nhiều tín hiệu tốt từ phản hồi của khán giả đó là bài hát Yêu Thêm. Một tràng pháo tay cho Phan Đình Tùng, Yêu Thêm. Okay. Em có thể quay ra hát trước khán giả không? Đôi lần anh nghĩ về chuyện chúng ta, đôi lần anh nhớ từng ngày đã qua, đôi lần lại nghe trái tim vang lời hẹn ước mỗi đêm. Hay đây là mơ giật mình bơ vơ. Bao ngày đợi mãi người yêu ở đâu, những ngày trông vắng thời gian rất lâu, cứ chờ mong mãi đến khi trăng tàn rồi trắng tắt đi. Cô đơn về đi, đừng hẹn hò chi với tôi. Người yêu dấu hỡi, anh nhớ em khi gió đông về. Vòng tay buốt giá nạo nề, không ai buốt về. Đừng giận anh nữa, xa cách chỉ làm mình thêm nhung nhớ vô bờ. Vun vơ sẽ chỉ là mơ. Người yêu dấu hỡi, có nhớ anh khi gió đông về. Bờ vai nhỏ bé gầy guộc, không ai chở che. Đừng xa cách nữa, nhớ thêm, chẳng thể nào quên giây phút êm đềm. Nhận ra mình cần nhau thêm. Yêu. Cảm ơn Tùng rất là nhiều.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 4 vì bạn xứng đáng. Vòng 4 mệnh giá là 25 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai à, đâu cái gì bây giờ là ai? Là ai? Xem nghĩ. Ai. Tốt 100 người đẹp nhất thế giới. Dạ rộng quá. Những người ý. Tức là bao là quý vị. Chính người ý. Thấp nhất 100 ngàn đồng, cao nhất là 7 triệu rưỡi. Càng ngày số tiền mua nó càng tăng lên. Và câu hỏi là càng khó hơn. Tùng chọn đi. Nãy giờ chưa chọn số 8. Số 8 thì em sẽ chọn số 5. Ok. Mở số 5. Mệnh giá số 5 là 1 triệu đi. 1 triệu cũng được. Còn 200, 100. Wow. Hơi quá đáng. Đã chơi chọn 1 triệu rồi mà không chịu nữa. Quá dữ. Coi như không còn gì để mất đó. Số cao nhất. Gợi ý. Người Mỹ gốc Phi. Rồi hãy bỏ tay luôn. Người Mỹ gốc Phi là có... Có ai không? Em cảm nhận được ai không? Người Mỹ. Người đẹp mà người Mỹ gốc Phi à? Người Mỹ gốc Phi. À, là tức là ví dụ như cái cô mà cái cô gì là hát cái bài mà Save the Best for Last. Save the Best for Last mà em tên quên tên cổ rồi. Là cái người da đen đó, hoa hậu đó. Là chắc là phải nằm trong top 100 rồi. Nhưng mà tự nhiên quên tên. Thôi, bây giờ cũng có môn Việt Nam anh còn mò mò được, còn qua tới bây châu Phi là gợi nó lại thêm đó. Đi. Những người ý sau nó sẽ bật ra cái tên của cổ. Em sẽ chọn đáp chọn câu gợi ý số 3. Số 3, mở. Mệnh giá số 3 là 500 ngàn đồng. Ok. Ta gọi là thà một lần đau đó. Không còn đau nữa. 500 ngàn đồng, mua được gì? Mở. Sinh năm 1964. 64. À, 64. Có cô mà em nghĩ tới không già dữ vậy, không lớn dữ vậy đâu. Thôi mà thôi, cũng chưa nhớ ra tên của cổ nữa. Cho nên là sẽ tiếp tục gợi ý số 7. Số 7, mở. Số 7, mệnh giá số 7 là 200 ngàn đồng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mở gỉ. Diễn giả. Dạ. Oprah Winfrey. Mà bà này không đẹp. Oprah Winfrey là da đen rồi đó. Không đẹp. Tuổi nó nằm ở đó rồi đó. Bà này diễn giả mà không phải bà diễn giả nữa. Bà này là một cái host của truyền hình. Của Mỹ, của truyền hình Mỹ. Rất nổi tiếng, hàng tỷ phú. Nhưng mà không phải rồi. Vì một người đẹp. Bà không đẹp. Người đẹp. Bà không đẹp. Diễn giả. Người Mỹ gốc Phi. Trên năm số 4. Khó nhỉ. Gốc Phi là phải da đen rồi. Rồi thua. Cũng chưa được cái gì hết. Tiếp tục. Chúng ta sẽ chọn gợi ý số 6. Số 6. Mở. Mệnh giá số 6 là 1 triệu đồng. Ok. Vẫn còn nhiều tiền, vẫn còn nhiều xem gửi, hy vọng rằng nó có liên quan gì đến một cái gì đó mình dễ nhớ nào. Viện Đại học Harvard. Viện Đại học Harvard cũng thua luôn. Mỹ gốc Phi mà. Xa quá. Mấy cái thông tin này nó nằm cách nửa vòng trái đất. Thôi mình chọn cái nào nó chắc cú đi ha. Mình sẽ gợi ý thêm đi ha. Đó là gợi ý số 4. Số 4, mở. Không lẽ nó không ra được cái thông tin gì nó quý giá hay sao? Mệnh giá số 4 là 100 ngàn đồng, mua xong mình chốt luôn. Mở gợi ý. Gợi ý nè. Mở. Trời ơi. Anh nói quá chính xác luôn. Đấy, trời ơi.
100.000 đồng nó cũng có giá của nó chứ. Nhưng mà bây giờ quan trọng là phải nói cái tên đầy đủ mới đau nè. Michelle rồi đó, Michelle Obama. Michelle Obama. Đúng rồi, chính đúng xác. Nói chung có liên quan Obama được rồi. Ok, Michelle Obama. 3, 2, 1, chúc. Chúc. Ra tới đây là xem gì đáp án rồi, khỏi cần nói gì nữa hết. Nào, xem đáp án luôn. Sao không đúng mà đúng đi. Michelle. Xem gợi ý còn lại coi gì nữa đây. Luật sư. Yes. Malia and Sasha. Đảng Dân Chủ, top 10 nữ phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Yeah. Thôi. Đây mình xem có bao nhiêu tiền nha. 28.300.000 đồng là kết thúc vòng 3. Cộng với vòng 4, Phá Đình Tùng có số tiền là 43.900.000 đồng. Không khí ở phim trường thật là hồi hộp và căng thẳng, nhưng mà có lẽ là nhờ cái nụ cười tươi rói của anh Hùng cho nên là hình như đã xóa tan cái bầu không khí đó rồi. Hiện tại chúng ta đã vượt qua 4 vòng thi. Tới vòng thi này thì số tiền thưởng hiện tại đang có là 43.950.000 đồng. Hy vọng là anh sẽ giữ vững phong độ như thế để có được số tiền thưởng thật cao sau khi khép lại 5 vòng thi. Một lần nữa mọi người sẽ dành cho anh một tràng pháo tay để lên dây cót tinh thần nha. Cố lên nào. Mình còn 30 triệu nữa. Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 5, vòng cuối cùng vì bạn xứng đáng. Vòng 5, mệnh giá là 30 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Cái gì? Xem gợi ý. Nguồn năng lượng cho tương lai. Nguồn năng lượng cho tương lai là ví dụ như là ánh sáng mặt trời. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Xem còn 9 gợi ý mình phải mua đây. Dạ. Yeah. Mua thử một cái coi nó ra cái gợi ý gì. À, làm sao ha. 9 gợi ý còn lại. Thấp nhất là 50 ngàn đồng, cao nhất là 9 triệu đồng. Ừ. Em chọn số 3. Số 3 mở. Mệnh giá số 3 là. Rồi ok. Đừng có số cao nhất là được rồi. Vẫn còn 4 triệu rưỡi. Dạ. Yeah. Chúng ta mua được gì? Mở. Biến đổi khí hậu. Nguồn năng lượng cho tương lai mà biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu. À, một cái vấn đề mà biến đổi khí hậu đó là vấn đề về tầng ozone đó, nó bị lủng cho nên là nắng ánh tia nguồn năng lượng đó chỉ có ánh sáng mặt, trời. Bởi vì cái gì mình đông sử dụng anh, có ai mà trước giờ chơi trả lời liều luôn cái câu luôn. Có. Có không? Có. Liều bao nhiêu? Mọi người có nghĩ là nên liều không? Tại vì trong trong cuộc sống chúng ta cũng đôi khi nên liều chút chứ, đúng không? Đôi khi nó có cái này Tùng biết không? Nếu như mà cái tiền mình của mình á, mình liều á thì mình không có sót. Dạ. Đôi khi mình liều mình đôi chiều. Nhưng cái này mình đau đấu là tiền này mình lại tặng cho Thiên Hương. Mà mình liều thì Thiên Hương không có số tiền đó. Cho anh xin thêm gợi ý nữa. Gợi ý số 8. Ok. Mở. Mệnh giá số 8 là. Trời ơi. Chứ sao? Chứ sao? Xem gợi ý. Có khi nào nó Hiện tượng tự nhiên. Có nhiều thứ lắm. Nắng, gió, rồi nước, rồi vân vân. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng rộng quá nha. Nước vân vân. Thôi, cho thêm gợi ý nữa đi. Gợi ý số 1. Số 1. Mở. Đúng ra cái này nó rộng thiệt. Dạ. Mệnh giá số 1 là 600. Xem gợi ý. Nguy hiểm. Xét. À, yeah, yeah.
đó là một lựa chọn cũng ánh sáng mặt trời thì nó cũng nguy hiểm lắm. Sóng biến đổi khí hậu, mà biến đổi khí hậu thì sấm chớp ra luôn, đâu có liên quan gì đến biến đổi khí hậu ta, đúng không? Chúng ta tiếp tục gợi ý tiếp theo, đó là số 5. Số 5 mở. Mệnh giá số 5 là biết đâu giờ nó cũng 150 ha. 150 ngàn mà gợi ý giá trị nè. Triệu 2 cũng được. Mở. 6 triệu. Trời ơi 6 triệu. Hơi buồn rồi đó, có một sự buồn nhẹ rồi đó. Đúng đó. Cái này mà không trả lời được là hơi mệt mỏi. Ra 9 triệu nữa là trốn luôn đó. Xem gợi ý. Indonesia là sao? Có một cái gì mà người ta là, gần đây chúng ta đọc được nó liên quan tới Indonesia nha. Và Indonesia có phải là nước nước chuyên về bị thiên tai, bị cái vấn đề đó là núi lửa không? Cái nguồn năng lượng cho tương lai là từ núi lửa. Mà núi lửa thì sử dụng cho cái gì? Làm gì? Phun ra nham thạch. Đáp án hé hé ra rồi đó. Núi lửa hay á. Vậy thì ta tính sao đây? Mà nếu ngoài núi lửa ra thì còn cái gì nữa không? Hiện tượng tự nhiên. Thôi mình nên chọn luôn đi, mình đừng bắt mình làm khó mình quá. Mình thêm gợi ý đi, gợi ý số 7. Số 7 mở. Văn cũng đã hết cách rồi Thiên Hương. Số 7, mệnh giá số 7 là hy vọng đừng rơi vào số 9 thôi. 300, mở gợi ý. Mà thường hồi nãy theo quy luật là cái mình giá thấp nó lại câu hỏi, nó có gợi ý rất là giá trị. Đúng rồi. Giá trị. Núi hình chóp. Núi lửa, những cái điều này nó đã như là sâu chuỗi là thấy là rõ ràng là núi lửa. Núi lửa. Và chốt. Và chốt đi Hương ơi. Ok. Cái này anh nói thiệt, nó đã 90% rồi, nó hé lộ cái câu trả lời rồi. Và thú thực á, là nếu như anh chọn thêm một cái quyền gợi ý á, một cái câu gợi ý á, thì được thôi. Nhưng mà chẳng may nó rơi vào 9 triệu thì sao? Em còn có 4 triệu. Phí ha, liều ha. Nếu sai đừng buồn anh nha. Ok. Câu đáp án cuối cùng của em sẽ là núi lửa. Chốt. Chốt. Giống như vợ Obama là mình nói Michelle Obama liền. Không giờ núi hình chớp là núi luôn. Yeah. Thêm chữ lửa thôi. Nào, có đúng là như vậy không? Xem đáp án. Núi lửa, núi lửa, núi lửa, núi lửa, lửa núi. Núi lửa, 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 núi lửa. Yeah. Thấy chưa Tùng? Núi lửa là một đáp án chính xác. Chúc mừng Phan Đình Tùng. Và bây giờ chúng ta xem những gợi ý tiếp theo là gì. Thí dụ như mình mua thêm gợi ý nữa là gì? Phun trào rồi sống. Phun trào. Mắt ma cũng sống. Ma. Bạn là số 1. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, quân sư của em. Chúng ta xem mình có bao nhiêu tiền rồi. Dạ. 43 triệu mấy rồi. Mình đang có 43.950.000 đồng. Cộng thêm vòng 5. Bây giờ mình mới có 14 triệu mấy nữa nè. Phan Đình Tùng có bao nhiêu? 57.300.000 đồng. Thật hay. Bây giờ thì tôi xin mời Thanh Thảo hãy chạy về thông báo cho gia đình em Thiên Hương được biết để cho em ấy vui nha. Quả nhiên là một thông tin rất là vui. Sự cố gắng của anh đã được đền bù xứng đáng với số tiền thưởng rất cao 57.300.000 đồng. Bây giờ thì Thanh Thảo sẽ cùng với tất cả các thầy cô mấy ngày vui này đến để dành tặng cho em Hương. Vâng thưa quý vị, chắc chắn đây sẽ là một món quà vừa giá trị vừa ý nghĩa để dành tặng cho gia đình em Thiên Hương lúc này. Và hy vọng đây cũng sẽ là một động lực tinh thần thật lớn để em cố gắng bước đến với ngưỡng cửa đại học. Bây giờ thì xin được mời các thầy cô, mình sẽ mang niềm vui này đến để dành tặng cho em Hương ạ. Được.
Thiên Hương ơi, chị Thảo đến từ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Hôm nay khi mà biết về cái câu chuyện hoàn cảnh của em thì anh Tùng đã xung phong tham gia thi để vượt qua năm vòng chơi và hy vọng là sẽ mang đến cho em một món quà. Thì khi nhận được cái tin này thì em muốn chia sẻ điều gì với anh Tùng không? Em rất cảm ơn anh Tùng và cũng biết nói gì thôi. Cái điều mong ước nhất của Hương lúc này thì em mong muốn gì? Mong muốn nhất em là mẹ được ở nơi sống khỏi bệnh. Với cái tình hình sức khỏe hiện tại của mẹ mà phải đi làm sớm rồi về cũng khuya, mà đi xe một mình như vậy thì cũng nguy hiểm, nhưng mà em có thể đi mẹ để mẹ đi khám không? Đúng rồi, nếu mẹ thấy sao mẹ có đi khám đi chứ mình có lo không hết. Cho nên là sức khỏe là quan trọng hơn là tình cảm. Thôi, xin chào cả nhà, chào anh Thiên Hương. Hôm nay thì anh rất là vui khi mà đồng hành với Phan Đình Tùng. Bạn ấy cũng rất là dí dỏm, thông minh. Hôm nay bạn ấy đã làm cho một cái hiện trường chúng ta trở nên rất là vui. Em cũng đừng buồn nhé. Rồi bây giờ em sẽ nghe lời cái cảm nhận của anh Phan Đình Tùng qua cái cuộc chơi vừa rồi. Những cái việc là anh vừa làm vừa rồi đó là cái cách chơi để cho mọi người vui, để một cái chương trình thực sự mang tính giải trí cao, thu hút nhiều khán giả xem, cũng là để cho mọi người sẽ ủng hộ cho chương trình và làm cho chương trình ngày càng được yêu mến hơn, sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn để đóng góp cho chương trình. Cho nên là em hãy hiểu rằng đó là cái mà sẽ làm cho em vui ha. Và cái số tiền mà kết quả nhận được đó, 57.300.000 cũng không phải là số tiền nhỏ đúng không? Rất lớn. Đó là sự cố gắng của anh với sự giúp đỡ, với sự gợi ý rất là tài tình, rất là thông minh của anh Quyền Linh. Nhưng mà thực sự chưa dừng ở đó, bởi vì anh biết rằng khi mà anh trước khi tham gia chương trình đó, anh quay VT thôi thì anh đã rất là cảm động về cái câu chuyện của gia đình em. Nhưng cái chương trình này anh sẽ muốn có một cái sự kết nối chặt hơn, một cái sự chờ giúp em, đó là anh tài trợ cho em hoàn toàn học phí, học bổng cũng như là trang trải mọi chi phí của em trong 4 năm học đại học của em. Để cái số tiền vừa rồi mà em nhận được từ chương trình đó, em sẽ giúp cho gia đình của mình vượt qua khó khăn, và trong tương lai khi có bằng cấp cao, rất nhiều công ty sẽ chào đón em và tương lai sẽ rộng mở hơn cho em. Cho nên rằng anh sẽ là người đồng hành với em, hỗ trợ để giúp đỡ cho em cũng như gia đình em để có thể có một cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Thôi thì hôm nay biết đến bé Hương như là một cái cơ duyên của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, thì mọi người mong muốn rằng là với cái sự hỗ trợ từ chương trình và đặc biệt là từ phía anh Phan Đình Tùng thì em sẽ có thêm cái nghị lực vươn lên trong cái chuyện học hành của mình, cũng như là làm một cái bờ vai vững chắc cho mẹ, cho em và cho ba mẹ nữa. Sự cố gắng nỗ lực của anh Phan Đình Tùng trong năm môn thi có được một món quà mà chị Thảo tin chắc là rất là giá trị dành tặng cho em, đó là 57.300.000 đồng. Cảm nhận như thế nào khi em được cầm món quà này trong tay? Em rất cảm ơn là chương trình đã hỗ trợ phần kinh phí cho gia đình em, và em cũng biết nói gì thêm. Nói gì với anh Phan Đình Tùng không? Dạ, em rất cảm ơn anh Tùng đã giúp đỡ gia đình em. Và thưa thầy, thầy là thầy chủ nhiệm của em Hương. Vậy thì hôm nay chứng kiến được cái sự giúp đỡ từ chương trình cũng như là một cái niềm vui rất là lớn dành cho em Hương và gia đình, thì thầy có thể chia sẻ một đôi điều với chương trình ạ? Trước mắt là xin cảm ơn chương trình đã có cái một cái chương trình coi như là ý nghĩa là có nhiều chương trình nữa để giúp đỡ những bánh đời coi như là cơ nhỡ và những người khó khăn, để có là cái tương lai tươi sáng hơn cho lớp trẻ. Đó là cái mình mong muốn với chương trình. Cảm ơn thầy ạ. Hy vọng ở đây là thầy cô và các bạn bè của Hương ở trong lớp, trong khối sẽ cố gắng tạo điều kiện để giúp cho em Hương có thể đến với những cửa đại học, bởi vì đằng sau những cửa đại học cùng với cái sự nỗ lực cố gắng của Hương thì em Hương sẽ có một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Và còn có một món quà nhỏ từ chương trình nữa muốn dành tặng cho em.
Kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vì Bạn Xứng Đáng là hết. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hy vọng rằng là quý vị vẫn sẽ luôn là những khán giả chân thành để đồng hành lỡ mỗi hành trình của chương trình, để chúng ta tiếp tục yêu thương và chia sẻ với những hoàn cảnh mà chương trình đã giới thiệu trên sóng. Và hy vọng sau mỗi câu chuyện chúng ta sẽ đều lắng động để cảm nhận được yêu thương đang lan tỏa. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Qua năm vòng chơi thì Phan Đình Tùng cảm nhận về chương trình như thế nào? Rất thú vị và rất tuyệt vời, bởi vì đây là một cái chương trình nó mang tính nhân văn cực kỳ cao và nó khơi gợi trong lòng của tất cả chúng ta, không chỉ nghệ sĩ, không chỉ những người làm chương trình mà tất cả khán giả sẽ được đón nhận, sẽ được chia sẻ những câu chuyện thực tế, những mảnh đời có nhiều bất hạnh, có nhiều khó khăn. Thì Việt Nam chúng ta mà lá lành đùm lá rách, cho nên rằng mỗi người chúng ta chỉ cần đóng góp một chút thôi thì sẽ làm cho những mảnh đời bất hạnh và những mảnh đời khó khăn đó sẽ ấm lên và sẽ vượt qua được cái bất hạnh và cái khó khăn đó. Cho nên rằng thông qua chương trình một lần nữa Tùng xin cảm ơn rất nhiều vì đã làm cho Tùng cảm thấy sướng khi chơi, đã và vui khi chia sẻ được những cái tình cảm của mình dành cho những hoàn cảnh khó khăn đó. Cảm ơn Phan Đình Tùng rất nhiều. Chúc cho quỹ từ thiện của Phan Đình Tùng sẽ càng ngày càng phát triển, có nhiều mạnh thường quân hơn nữa để Tùng có thể chia sẻ với nhiều mảnh đời giống như trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Yeah. Chúc bằng nhiều sức khỏe và có nhiều tác phẩm hay hơn nữa để cống hiến cho khán giả. Cảm ơn anh. Yeah. Và xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Như vậy ngày hôm nay Thiên Hương đã nhận được số tiền là 57.300.000 đồng cùng với sự hỗ trợ 4 năm đại học của ca sĩ Phan Đình Tùng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc mừng cho Thiên Hương. Mong rằng trong cuộc sống sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn nữa như Phan Đình Tùng, để những mảnh đời bất hạnh họ sẽ có thêm niềm vui và ấm áp trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chương trình do Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện, Vì Bạn Xứng Đáng. Tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau.